Hello. Xin chào mọi người. Con, Suka. Xin chào. Nè, hôm nay sẽ anh hai mình có mua hai trái sầu riêng. Trái này mấy ký anh? 5 ký. Trái này? 3 ký. 3 ký hả? Đây, 60 ngàn một ký. Mình nhìn ngon lắm. Nè, trái này nó tròn mà nó nhìn thơm, nhìn nó ngon. Đâu, có anh dở lên sao vậy? Ây da, trái này 5 ký nè, to quá trời. Đó, thấy đã không? Thơm dữ lắm luôn. Nặng á anh? Nặng quá. Nè, có anh bỏ xuống đi, anh bỏ xuống đi. Ồ, hai mấy con. Nổi không? Ừ, quá dữ. Nặng không con? Nặng. Nặng. Rồi bỏ xuống đi bà ơi bà. Thiệt chứ. Rồi con cầm lên này. Đó, coi chừng gai á. Ồ. Đó. Giờ anh hai xẻ ra. Rồi bây giờ anh hai mình ra tay liền mới được. Thơm. Để sáng giờ mà thơm quá trời thơm. Dạ. Dụng cụ xẻ của anh là có gì đâu. Cái dao. Với cái giá múc cơm. Với cái muỗng nhỏ. Rồi với cái dĩa miếng lá chuối xong. Giờ anh nại cái đít nè. Nại à. Cứng ha, có vẻ cứng quá ha. Chuẩn bị thấy được muối ở trong rồi. Nôn quá con. Nôn. Trời trời trời, công nhận mua cái trái sầu riêng này mà bự mà ngon vậy mà xẻ ra không có gì ở trong á. Người ta lấy giá 60 ngàn là coi như là lỗ luôn. Là lỗ luôn á. Ôi trời ơi, thơm rồi đó. Giờ bắt đầu thơm rồi đó. Thấy càng ngày càng thơm rồi đó. Thơm chưa? Còn con lâu bữa con không có thơm gì hết trơn. Nè hả? Ôi nè, nè bắt đầu nè, bắt đầu nè. Hôm nay hay quá. Sao lên 5 ký. Hôm bữa anh mua anh Hun mua sầu riêng trên Cần Thơ ha. 100 ngàn một ký. Cái trái rất là ăn không có ngon gì hết á. Để coi về đây ăn coi sao. Wow, cố lên hai ơi. Vô. Ồ, quá ngon. Đây. Ồ, cái muối vàng ươm luôn. Ồ, trời ơi, trời ơi, trời ơi, coi nè. Ồ, cái trái này xứng đáng rồi. Nè, ôi, ngon quá. Nè, nè, đây muối đó nè. Quá trời luôn, vàng ươm luôn mọi người ơi. Đó, giờ mình lấy ra. Lấy khéo khéo. Mọi người không có chén hả? Không có chén. Có anh. Mà như bạn heo. Đó. Thơm quá. Thơm không con? Con thấy thơm chưa? Thơm nước mũi. Thơm nước mũi luôn. Mũi sắp nước rồi nhưng mà chưa nước. Đó. Miếng đó còn không anh ơi? Chắc còn đó. Còn ha. Mình bổ thêm miếng này nữa đi. Dạ. Có thể ăn trước hả? Dạ, ăn thử đi anh. Nó, nó, nó. Phua. Được chưa? Tới đây chưa? Không ngon. Đây nè, một muối nữa nè mọi người. Mình giỡn với anh Huân á. Quá. Bổi cái ta mình đi là bổi với sầu riêng chúng ta. Quá im. Cái trái sầu riêng xứng đáng. Rồi thêm muối nữa. Trái sầu riêng này ngon anh ha. Vàng ươm luôn. Đây. Gùi ong nổ bu lên nè. Đây nè, đang muối nè. Quá ngon. Trái sầu riêng xứng đáng thiệt. Xứng đáng 60 ngàn đó thôi là. Wow, một muối cuối cùng. Mình thử cái này coi. Cho em miếng đi. Bóc luôn đi, thèm quá trời ơi. Nè mọi người. Ngon không? Ngon ghê không? Ừ. Ôi, quá ngọt. Đúng không? Ngọt. Đó. Rồi đó, một trái là hai dĩa nè mọi người, thấy không? Quá xứng đáng. Thế này sao? Ngon quá.
Nhiều đây là ăn hết rồi, còn trái này nữa nè. Trái này mình để dành đi. Biết ăn không anh? Anh biết ăn không? Ồ, cái miếng này mọi người quá chừng. Ngon không anh? Wow, quá ngon. Ôi trời ơi. Cái trái này ngon hả anh? Cho em miếng rồi. Ngon. Ngọt lắm. Ăn ngon không con? Ngon hả? Nè, đâu ăn nhiều vô cho dì ba coi rồi. Ăn nhiều rồi. Ăn sao? Nè, anh không ăn hết miếng rồi nè mọi người. Ngon lắm. Nè, đây nè. Cái muối của nó bự vậy nè. Ý, rớt à. Một cái muối nó mà nó bự bằng muối bằng bằng tay mình luôn nè. Đó. Đó. Ngọt dữ lắm. Cái màu nó đẹp mà nó ngọt. Thơm, bùi. Ăn thử miếng rồi mọi người. Sau đến năm kỳ trò. Quá ngon. Sao anh? Anh nói trái sầu riêng này ngon quá. Ngon. For your father. Anh ơi. Sao riêng này ngon nha. Hả? Nó có ngon hơn sao riêng chúng ta ăn hôm qua. Dạ. Hôm qua là mình có mua hai trái mình ăn rồi. Nhưng mà ngọt luôn, nhưng mà nó không ngon bằng trái này là ngon nhất luôn. Còn appa. Sao riêng ta có ngon. Trời. Ảnh mua 100.000 ký mọi người. Mà ăn không ngon chứ, nó bị sượng. Ngon. Quá ngon. Đó. Đó. Nè, anh ăn cho em coi coi. Ảnh là ba bốn muối rồi đó. Để nó chở thèm nó ăn đi. Ngon. Suka ngon không con? Ăn đi. Dạ, ok ok. Hai tay mỗi tay muối. Rồi ok, bye bye mọi người nha. Sầu riêng này mình mua Tiền Giang. Rất là ngon. Đó. Bye bye mọi người con. Suka. Tập trung chuyên môn. Bye bye mọi người.